xin thưa bà con, bác trước mặt bà Michael đó, cái căn nhà mà bán cà phê bà con, hồi xưa đó là gia đình của nhạc sĩ Lâm Phương từng ở đó đó bà con. Có thời gian bà Michael nhớ là cái bãi rửa xe, giờ là quán cà phê. Rồi hiện tại bà Michael đang có mặt ở đây, đó là chợ Nguyễn Tri Phương nè bà con, ở góc đường Nguyễn Lâm với Nhật Tảo. Rồi mời bà con và bác cùng lên xe ha, cùng với bà Michael đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 8:40, nhiệt độ bên ngoài là 29 độ C. Chắc 29 độ C, khoảng 84 độ F đó bà con. Trước mặt bà con bác đó là kỳ đài Quang Trung. Đây là chợ Nguyễn Tri Phương nè. Ban đêm ở đây có một cái phố ẩm thực nha bà con. Không phải gọi là phố ẩm thực nữa, mà người ta gọi, theo ba mấy cậu thấy kìa, phố đi bộ đêm, khu vực kỳ đài Quang Trung. Hồi đó cái chuyện mà kỳ đài với tượng đài này ba mấy cậu cũng bị chửi. Ba mấy cậu gọi đó đây là kỳ đài Quang Trung, thì cũng có một số người vô chửi ba mấy cậu. Cái này là tượng đài Quang Trung mới đúng. Rồi rõ ràng bà con có bác thấy không? Mình ghi là kỳ đài, đập kỳ đài chứ sao gọi là tượng đài Quang Trung được. Rồi con đường này là đường Bà Hạ. Bây giờ là 8:40. Con đường này đường Ngô Quyền nè. Con đường Ngô Quyền này hồi xưa là đường Triệu Đà. Quẹo phải này là vô chợ Nguyễn Tri Phương nè. Con đường Nhật Tảo nè bà con. Thưa bà con bác, con đường Nhật Tảo này là mình gọi là con đường Gia Bà Bầu á. Hồi xưa con đường này người ta gọi là con đường Gia Bà Bầu. Nhiều người hỏi ba Michael á, con đường đặt tên gì kỳ quá vậy? Tự nhiên á, Gia Bà Bầu. Bà Bầu, gia của Bà Bầu thì có gì đâu phải đổi đặt tên đường. Thì cái này thử thú thiệt cho bà con cô bác, ba mẹ cậu cũng không biết. Nhưng theo mà các cô chú lớn tuổi á, ở khu vực này nói lại á, thì thật ra không phải là gia của Bà Bầu nha bà con. Gia Bà Bầu có gì đâu phải đặt tên đường. Mà ở đây hồi đó là có cây gia. Cái khu này khu có cái kiểu cái cây gia to to lắm. Mình gọi là cây gia, miền Nam hồi xưa gọi là cây gia, nhưng mà miền Bắc thì gọi là cây đa đó bà con. Đó là vùng này hồi xưa là có nhiều cây đa lắm. Đó. Mà không hiểu thì gọi là, còn cái chuyện mà Bà Bầu thì cũng không hiểu tại sao gọi là Bà Bầu. Nhưng mà là hồi đó là đây là cây gia, chính xác gọi là cây gia Bà Bầu. Chắc ba mày còn nghĩ là chắc cái bà đó là bà tên Bầu nên gọi là Bà Bầu. Rồi nghe nói là trong cái chợ Gia Bà Bầu này bà con, hồi xưa trước năm 75 có những cái mã đá lớn. Thì chuyện này cũng bình thường nha bà con. Tại vì cái khu vực này, Nguyễn Tri Phương này hồi xưa toàn là mồ mã không à. Những cái ông quan lớn, những người nhà giàu là xưa đây là giống như là một cái khu nghĩa địa vậy đó bà con. Vào thời xa xưa khu này là khu đi chôn mấy cái người mà tai to mặt lớn mà bự á, chủ cả đó, là nữ ra mấy cái mã của họ làm lớn lắm. Mà người dân ở đây người ta gọi là mã đá, gọi là mã đá. Trong chợ này hồi đó cũng có cái mã đá bự lắm nè.
À, chúng ta đang đi qua cái chợ, bây giờ ta gọi là chợ Nhật Tảo. Con đường này giờ cũng đổi tên là đường Nhật Tảo rồi ha. Và cái chợ đó cũng phải đổi tên lại cho nó phù hợp. Hồi xưa là đường Gia Bà Bầu cho nên gọi là chợ Gia Bà Bầu. Bây giờ đường Nhật Tảo thì mình phải đổi tên lại là đường chợ Nhật Tảo. Bây giờ mà mấy cái chặt mấy cái xương ống á bà con, ở những cái chợ này ba mẹ còn thấy còn là họ dùng cái dao phay á để họ chặt, chứ ba mẹ còn thấy trong siêu thị bây giờ nó hiện đại hơn nha bà con, họ không dùng cái dao phay để họ chặt nữa mà họ dùng cái máy cắt á bà con. Ba mẹ còn thấy cái máy cắt nó tiện lợi hơn nhiều lắm nha bà con, tại vì bà con có bác biết mấy không, mấy cái xương ống á, cái xương móng á mà bà con có bác dùng mà con dao phay á, bà con bác chặt thì khi mà mình chặt xuống một phát một nó đâu có đứt đâu bà con. Thì thế là phải nhấc lên chặt xuống tiếp thì bắt đầu nó sẽ gây ra cái gì bà con bác biết không, nó gây ra cái xương nó bị bể, à, nó bếp nó bể nó dụng thành nó bị dâm. À, nó bị dâm xương nhiều lắm. Còn mà dùng máy cắt á, à, mình cắt một rẻ cái nó gọn cái xương ống xương đồ gì bắt đầu nó không có bị bể xương. Rồi mình ra chợ rồi đây. Ngon quá ha, ở Việt Nam mà chạy vô chợ là mệt lắm. Chạy vô chợ mình phải gồng mấy cái tay á, mệt mỏi tay. Rồi ra đây con đường này đường Bà Hà, trời ơi buôn bán ở chợ nó vậy bà con. Mà ba mấy còn lại thích những cái tiếng rau vậy nha, chứ giờ mà đặt cái loa ba mấy còn nghe chán ồn ào. Bên đây phải này là chung cư Ứng Quang nè. Rồi mình qua đây nè bà con, hồi xưa ở đây người ta gọi đó là chợ Bà Hạt nè bà con. Ở đây hồi xưa ta gọi là chợ Bà Hạt nè. Ở đây có đình thờ Thánh Tổ nè. Làng Rèn, Quân Tràng, Nam Định. Xin thưa bà con, cô bác á, đồng bào miền Bắc á, hồi xưa là di cư. Mình á, dân miền Nam mình hiện tại dân người Việt mình nè. Cái gốc á, là gốc ở ngoài miền Bắc nha bà con. Cái này là ba mẹ còn nói thật. Hầu hết tất cả những người Việt của mình là đều là gốc miền Bắc. Chứ hồi xưa miền Nam này làm gì có người Việt bà con. À, miền Nam này là hồi thời mà Thủy Chân Lạp. Hồi thời Chân Lạp là coi như là làm gì có người Việt mình ở đây bà con. À, cho nên là những người sống ở đây á, hầu như là người Việt mình là đều là tổ tiên là gốc gác ở ngoài miền Bắc hết nha bà con. Rồi sau này các thời vua chúa bắt đầu mới đi khai hoang mở đất đó, bắt đầu mới đi di dân xuống vùng này. Mà hồi đó thì bà con cô bác biết rồi, hồi đó đất rộng người đông mà chim trời cá nước, ai ở đâu được thì cứ ở, ai khai quang được nhiêu thì cứ làm.
đó, đất hồi xưa rộng lắm bà con, người thì ít mà đất thì rộng, khu là toàn là rừng, cho nên là cứ chim trời cá nước đó, ai ở đâu thì cứ thích thì cứ ở, muốn tới đâu mà cảm thấy được thì cứ dựng nhà, đi theo từng làng từng xóm vậy đó, thì cứ kéo tới đâu thì cứ dựng làng tới đó, rồi từ từ di dân vào. Thì thời mà di dân xuống đây á, thì cái thời đó là thời của thời Chúa Nguyễn. Thì lúc đó là người dân đa phần là dân miền Trung. Nhưng mà nếu mà tính mà từ thời mà khi mà Pháp vào bà con, tính mà từ thời khi mà từ thời Pháp vào á, thì cộng đồng miền Bắc mình thì cứ nghe nói rằng là đến năm 54 mới đi di cư xuống đó, phải không? Nhưng mà thực chất á, người miền Đất Bắc mình là coi như là di cư là vào khoảng 1920 nha bà con. Mà những người đồng bào mà người di cư đó, nhiều nhất đi khắp nơi luôn, người Việt mình mà được gọi là người Việt di cư á, nhiều nhất á, đó là người Nam Định nha bà con. Ba mấy cô cũng không biết làm sao, nhưng mà theo mà ba mấy cô được tìm hiểu á, tại sao mà người dân Nam Định là lại là người di cư nhiều nhất? Bởi vì người Pháp hồi xưa đó, người ta rất thích những người dân Nam Định. Bởi vì người dân Nam Định là những người gọi là, theo một mình nói bây giờ thời nay gọi là cần cù chất phác à, và không có tham lam mà lại chịu siêng, chịu khó. Cho nên á, mà hồi đó người Pháp á, là những người mà người ta rất cần những người gọi là đi, những cái phu à, đi làm phu á, đi làm đồn điền rẫy cho người ta đó. Đó mà người này truyền miệng người kia à, nói rằng là ở người dân Nam Định á, tính tình nó tốt đó, rồi nó làm chịu siêng chịu cày lắm, chịu làm lắm. Thế là người Pháp cứ đi tuyển phu Nam Định không bà con. Đó, cứ đi tới cái vùng đất Nam Định là đi tuyển. Thành thử ra đó là khoảng đầu năm 1920 á, đó, trong cái giai đoạn đó, đó là những người dân Nam Định là những người đi di dân đầu tiên, là đi theo Pháp á, đa phần là hầu như là đi theo Pháp, và Pháp đưa đi mà đi làm mấy cái đồn điền, và không phải là ở miền Nam không nha bà con, thậm chí những cái nơi mà thuộc địa của Pháp à, bây giờ bà con có bác mà có thể mà con bắt đi mà đi tham quan nhiều mấy cái xứ sở mà xưa từng là thuộc địa của Pháp á, mà làm đồn điền á, những người Việt ở trên đó hầu như là đều là những người dân Nam Định, đặc biệt như vậy đó bà con. Rồi ở đây là ngã sáu Cộng Hòa nè bà con. Hồi đó ngay đây nè có một cái tượng đài, bà con cô bác còn nhớ cái tượng đài này là cái tượng đài gì không bà con? Ba mày còn nhớ ngày ngã sáu Cộng Hòa này có một cái tượng đài. Rồi ở đây là, rồi bà con cô bác thấy chưa, cho thuê nhà nè, hôm bữa đi đâu có thấy đâu. Úi dạ, úi dạ. Đây là bán thịt rừng. Con đường này đường Phạm Viết Chánh nè, bên đây là công viên Phong Châu. Ba mấy con thấy rồi, có một cái trào lưu mới bà con, dành cho người nước ngoài. Bà con có bác thấy nãy mới đi ngang qua một dãy không, các cô gái mặc áo dài bằng màu xanh dương à, chở các người nước ngoài đi à, trên những chiếc xe gắn máy mà đi một đoàn như vậy luôn bà con. Ồ, như vậy là bà con cô bác thấy không, Việt Nam mình bây giờ là tổ chức rất là nhiều tour à, trường này trường Phan Văn Trị nè, 3, 4 đến giờ các em tập thể dục à, trường đó như là hồi xưa là trường trường gì tên của ông đại tá gì ba mày cầu quên tên rồi,
bà con cô bác nào có biết là nhắc giúp bà cô chứ. Tự nhiên cái đùng cái ba mày cũng nhớ. Ở đây là hồi xưa là thành Đô Ma nè. Con đường này đường Bùi Thị Xuân. Phở này gọi là phở Ông Thuận. Bên tay phải ba mươi cầu đây là trường, này là trường hồi xưa nó tên là trường Nguyễn Bá Tồng. Trường này là trường Nguyễn Bá Tồng. Ồ, canh tin ở đây hết ta. Hồi xưa ở đây cũng là canh tin luôn nè bà con. Ngay ở đây là hồi xưa là canh tin luôn nè. Bây giờ ở đây hình như là cũng là canh tin luôn. Nhưng mà hồi đó là cái trong cái phòng. Rồi cái cổng ở đây nè, hồi đó cũng là cái cổng nè. Bây giờ là như là xây cái hầm ở dưới rồi. Hồi xưa là xe để trong sân trường. Đó, giờ xây hầm rồi, hay quá. Rồi ngay đây là văn phòng tổng giám thị nè. Ngay góc cảnh cổng này luôn là văn phòng tổng giám thị. Trường Bùi Xuân trội, xây thì xây nhưng mà vẫn để lại cái cổng trường này, ba mấy cậu thích ghê luôn nè. Tôi đưa bà con bác còn cái ngân hàng Vietcombank này nè. Hồi xưa đó là cái một cái tòa soạn báo. Tòa soạn báo đầu tiên là tòa soạn báo xây dựng nha bà con. Ba mày gọi đố bà con cô bác biết được cái trường Nguyễn Bá Tồng này khi mà mới vừa thành lập á, lúc đó là cha Huynh làm giám đốc. Ba mày gọi đố bà con cô bác biết thời điểm đó là ai làm hiệu trưởng của trường này. Rồi bà con cô bác còn nhớ không, cái thời mà năm sáu mấy, sáu tư, nơi đó có một cái tòa soạn báo xây dựng, thì nơi đó lúc đó là diễn ra một cái trận mà chiến rất là lớn giữa bên Phật giáo, những người ủng hộ Phật giáo và những người ủng hộ bên Công giáo. Một cái cuộc chiến rất là dữ dằn ở đó nha bà con. Và bên lúc đó là bên phía bên Phật giáo bắt đầu kéo về đây để bao vây cái khu vực đó đó bà con. Lớn đến nỗi mà coi như là xảy ra mà coi như là nó lớn đến nỗi mà cuối cùng là phải nhờ tới sự viện trợ mà cũng là đưa một cái lính dù vào can thiệp cho bà con, thì trật tự nó mới được vãn hồi. Không biết bà con cô bác còn nhớ cái sự kiện đó không. Ba mày cò đố bà con cô bác cái sự kiện đó là lúc đó là phải nhờ ai can thiệp vô để đi bên siêu đoàn dù để can thiệp vào, để gọi là mình gọi là cái gì ta, gọi là giải vây á. Sau cái sự kiện đó cuối cùng là cái tờ báo xây dựng đó bắt đầu là không có đóng ở đây nữa mà dời về ở trên ông Tạ đó bà con. Sau cái sự kiện đó, sau cái sự kiện giải vây đó là bắt đầu là tờ báo xây dựng bắt đầu mới dời về trên khu ông Tạ. Chính xác nữa là trong cái khu mà như mình hồi đó mình gọi là gì ta, sớm nghỉ hòa đó. Không biết bà con cô bác còn nhớ cái sự kiện đó không. Con đường này là đường Nguyễn Trãi. Hồi xưa con đường này mang tên là đường Võ Tánh rồi bà. Trong quá trình mà ba mươi cầu đi làm YouTuber á, bao nhiêu năm, xin thưa bà con cô bác, một năm có 12 tháng, thì xin thưa bà con bác tháng 11 này là tháng ba mươi cầu khoái nhất. Đi quay phim nó sướng. Ở đây hồi xưa tiệm phở Bẻm Chính nè. Tiệm phở Bẻm Chính này hồi xưa là ngon lắm nha bà con. Nổi tiếng ở Sài Gòn đó.
sau năm 1975 à, thì có một cái gia đình bà con ông Tạ đó mới qua bên Mỹ mở một cái tiệm phở luôn và lấy tên là phở Bẻm Chín, nhưng mà thực sự không phải là phở Bẻm Chín ở Sài Gòn này đâu nha bà con. À, phở Bẻm Chín đó ba mẹ còn nhớ như là do như là cái gì đó Việt Nam mở năm Bẻm Chín hay là cái gì đó ba mẹ còn không nhớ, nhưng mà cái tiệm phở Bẻm Chín đó không phải là cái tiệm phở Bẻm Chín ở Sài Gòn này. Và liên quan đến cái tiệm phở đó thì như là ba mẹ còn nhớ không lầm luôn á, là liên quan đến ba ông đại tá thời mà thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Không biết bà con cô bác còn nhớ không, cái vụ mà đảo chính ông Ngô Đình Diệm á bà con, liên quan đến ba ông đại tá. Nhưng mà cuối cùng chỉ có một ông đại tá mất thôi, rồi hai ông đại tá còn lại là được sự can thiệp hay sao đó cuối cùng thoát được. Rồi đây là người ta gọi đó là ngã 6 Sài Gòn. Giờ mình đi quẹo qua đây là con đường Gia Long. Đó, bán đất chính chủ rồi bà con. Đó. Đây hồi xưa là đây là cái rạp rạp gì ba mẹ còn quên tên rồi. Các bác nào có nhớ được cái rạp đó là rạp gì không các bác? Rạp đó nổi tiếng là rẹp á, rẹp với chuột á. Vô ngồi coi hồi ra là tay chân nó sưng dù hết trơn ngứa ngáy. Đó, cái căn nhà cho thuê nguyên căn đó bà con. Trên kênh của ba Michael là hồi xưa là cũng có một bác nè, nhà của bác ở đây nè, căn ngoài đây nè với căn bên đây nè là nguyên một cái khu nhà của bác luôn à. Còn đây là tiệm bánh mì Ngọc Sáng nè. Còn đây có nổi tiếng nhất là cái chỗ nhà bánh ngọt này nè bà con, nhà bánh ngọt Bảo Hiên Rồng Vàng, nổi tiếng nhất là kẹo ô mai nha bà con. À, bà con có thấy không? Chuyên bán mấy cái đồ mà giống như dành cho phục vụ mà mấy cái đám cưới á bà con. À, cưới hỏi gì đó là vô Bảo Hiên Rồng Vàng nha bà con. Con đường này đường Phủ Hoàng Hưng nè, trong 12 tháng video quay phim là ba mẹ còn thích nhất tháng 11 nè. Bên kia là điện lực. Ở đây là ngã tư đường Nguyễn Trung Trực với đường Lý Tự Trọng. Bên tay phải ba mẹ cầu đây hồi xưa là thư viện quốc gia đó bà con, còn bây giờ là thư viện khoa học tổng hợp gì đó. Vào cái thời Pháp đó bà con, nơi đây là từng là cái nhà tù khét tiếng nhất Sài Gòn nha bà con. Nhà tù này người ta còn gọi đó là khám lớn. Nó tương đương với ngoài miền Bắc á là nhà tù hỏa lò đó bà con.
Đây, cái nhà tù nè, khét tiếng. Hồi xưa là máy chém là đưa lê khắp miền Nam rồi vào từ ở đây nè. Đó. Bây giờ là Thư viện Khoa học Tổng hợp. À, nơi đây từng là một cái nhà tù. Khám lớn á, khám lớn Sài Gòn là ở đây. Nó là tương đương với Hỏa Lò ở ngoài Hà Nội á. Rồi sau này bắt đầu nơi đây bắt đầu mới lúc đó là khoảng năm 50 không ta? 50 lúc đó là sau khi mà Nhật Bổn xây cái năm 45 ha, năm 45 đô là lúc đó Nhật Bổn là bắt đầu là có ý định xây cái khám Chí Hòa đó bà con, để thay thế cái khám lớn này. Nhưng mà lúc đó là sau khi chưa xây xong á, Nhật Bản nó mới lên kế hoạch thôi. Thì bắt đầu Pháp bắt đầu mới xây tiếp. À, Pháp xây tiếp đến khoảng thập niên 50 là bắt đầu là đóng cửa khám lớn này, chuyển về nhà lao Chí Hòa. Rồi rồi nơi đây thì bắt đầu có thời gian bắt đầu bỏ chấm. Rồi cho đến khi 1954 á thì nơi đây bắt đầu mới mới có một cái gọi là cái gì ta, trại tạm cư Gia Long á, bà con cô bác còn nhớ không? Nơi đó có một cái trại tạm cư Gia Long dành cho những người di dân, đồng bào di dân di cư miền Bắc á, vào đó ở, người ta gọi là trại tạm cư Gia Long. Trong thời gian là đi chờ phân bổ đi những nơi khác để khai quang lập ấp. Rồi sau đó bắt đầu sau cái thời gian tạm cư Gia Long á, bắt đầu mới hình thành ra một cái nơi nữa, đó là Đại học Văn Khoa. À, nơi đó xây dựng thành một cái nơi gọi là Đại học Văn Khoa. À, sau khi rồi Đại học Văn Khoa xong, Đại học Văn Khoa dời về cái chỗ Đinh Tiên Hoàng á, thì bắt đầu nơi đây bắt đầu chuyển về làm cái Thư viện Quốc gia. Còn bên tay phải ba mươi cầu đây hồi xưa đó là Bộ Quốc phòng nè. Bên tay trái này gọi là Nha Động Viên. Nha Động Viên này sau này được đổi tên lại là cái gì đó bà con? Mà con bác nào còn nhớ mà con? À, hồi xưa là Tổng Nha Động Viên. À, nhưng mà sau này hình như là không còn gọi là Nha Động Viên nữa, mà gọi là cái tên gì á, các cô bác nào có nhớ nhắc giúp ba mấy cô chứ. Còn đây là Viện Khoa học Xã hội nè bà con. Ở đây là Thư viện Quốc gia đầu tiên nè. À, Thư viện Quốc gia đầu tiên là xưa nằm đây. Còn bên đây là Dinh Thượng Thơ. Dinh Thượng Thơ này trước năm 75 từng là cái gì các bác còn nhớ không bà con? Các bác nào nhớ nhắc giúp ba mấy cô chứ. À, một cái bộ gì đó bà con. Rồi con đường này là con đường Đồng Khởi, rồi quẹo phải xuống. Bên tay trái này là công viên Chi Lăng. À, bên tay trái này là công viên Chi Lăng. Liên hoan ảo thuật. Wow, đang có liên hoan ảo thuật hả? Để coi coi, tổ chức ở đâu đây? Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, tổng kết và trao giải. Số 7 công trường Lam Sơn. À, đang có thi liên hoan ảo thuật đó bà con. Ngày 10 tháng 11 là trao giải. Rồi đây là tòa nhà Eden. Xin thưa bà con có bác bên tay trái ba mươi cầu nha. Ngay cái đoạn ở đây nè bà con, ba mươi cầu nhớ hồi xưa có một cái nhà may Phép Tâm. Cái gì Tân Tân á, Sĩ Tân hay là cái gì á, hay là Đức Tân gì đó, hình như là Sĩ Tân hết ta, nổi tiếng lắm. Ngay cái góc ở trên đó, trên con đường Tự Do này bà con, hồi xưa đó là Tự Do, bây giờ nó là Đồng Khởi. Sau năm 75 cái nhà vét áo vét nó vẫn còn nha bà con. À, không biết bà con có bác nào còn nhớ không, có một cái nhà may áo vét, đồ vét đó nổi tiếng cực kỳ luôn, hình như là nhà may Sĩ Tân thì phải. Mai còn nhớ là mang máng là như vậy. Rồi đây là nhà hát thành phố. Mùa này là mùa cưới nè, cho nên ba mẹ còn nói hả là 12 tháng ba mẹ còn đi quay với tháng 11 là ba mẹ còn ưng nhất, thích nhất. À, xích lô nè. Nhìn chiếc xích lô này nhớ lại hồi xưa ghê á. Cả gia đình của ba mẹ cậu sống nhờ chiếc xích lô nha bà con.
vào những cái dịp mà dịp lễ nè, như là Noel nè, Tết nhất nè, là chạy tới khuya luôn, thậm chí là tới sáng mới về luôn nha bà con. Không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào thập niên 80 đã từng chạy xích lô không? Xích lô có hai loại xích lô nha bà con. Xích lô chạy tự do, muốn chạy đầu chạy, với một cái xích lô vô bến. À, con đường này đường Mạc Thị Bưởi nè. Hồi xưa là đường Nguyễn Văn Thinh. Con đường này là sắp tới là đầu tháng 12 này nè bà con, là con đường này nó đã trở thành cái bãi giữ xe nè. À, xin thưa bà con, bắt mai mốt là mình đi thành phố mình bây giờ là coi như là cũng ngon lành rồi bà con. À, nơi đây là mai mốt trở thành cái bãi giữ xe nè. Thật sự là ba mai còn nói thật á, cứ đến mỗi lần mà dịp lễ, dịp Tết đó, ba mai còn ngán đi quay phim cho bà con. Có bác trong này á, bình thường giữ xe chiếc có 10.000 thôi, đến dịp lễ hả 50.000 một chiếc bà con. Có một lần bà con có bác thấy ba mươi cục quay phim cho bà con có bác không, có bà kia coi như là chửi nhau với lại bên bãi dưới xe luôn á. Bà con có bác thử nghĩ tưởng tượng là một chiếc 50.000 cắt cổ người ta chết bà, nói cái chữ này vô đó rồi YouTube nó rà, nó dính ba mươi cục nữa. Gậy bà đi. Bà con có bác lâu lâu mà thấy ba mươi cục đăng hai phim trùng nhau á đó, là do những cái vấn đề đó nha bà. Thứ nhất bản quyền, thứ hai là YouTube nó rà, nó không cho kiếm tiền. Cái thế là ba mươi gò phải chỉnh sửa, cắt bỏ cái đoạn đó rồi ba mươi gò đăng phim lên lại. Cho nên bà con cô bác lâu lâu bà con cô bác nhớ giúp ba mươi gò là tại sao có những cái phim nó trùng nhau. À, không phải ba mươi gò cố tình làm đâu, mà do nó bị sự cố một cái gì đó mà ba mươi gò phim nó ra rồi ba mươi gò không dám xóa. Cái luật chơi nó như vậy đó bà con. Có nhiều người nói uống xóa là xóa đi có sao đâu, không dám. Chỉ có nói chung là thì thôi đi, nói giải thích ra nhiều dài dòng thì bà con có bác cũng không hay. Hôm qua có một bác nói với ba mấy cô á, ba mấy cô ơi, những cái gì mà bí mật của YouTube đó đừng có nói nữa, không có hay. Tại lâu lâu cái nổi hứng ấy, thường hay nói vậy. Nhưng mà thật ra nói cũng không hay. Mình làm phim cho người ta coi, ai hiểu hiểu, không hiểu thì thôi, cần chi phải giải thích. Cái ba mươi gò mới nói giờ bác thấy người ta chửi con quá trời không. Cái bác nói lại câu của ba mươi gò cũng ác khẩu, chứ sao con nói người ta chửi con có tiền nhiều. Thì con làm để người ta chửi con có tiền nhiều thôi chứ có gì đâu, con sợ gì cái chuyện người ta chửi. Nói tóm còn lại là mấy cái chuyện mà thâm cung bí sử của YouTube thì không nên kể nữa. Người ta thương ấy, mình cảm ơn, người ta ghét thì thôi kệ đi. Cái nghề của mình thì mình phải chịu. Bà con bác thấy chưa, thảm chưa. Tới giờ nè đó, mấy cái chủ này là chủ nhà giàu. Ê, năm mươi mấy, 50, 48. Cái căn nhà ở đây nè, hồi xưa là cái tiệm cắt tóc màu đẹp đó bà con, 46. Còn cái 48 này là cái chỗ Tân Tân này, là để coi là nó là cái tiệm gì ta quên bà rồi. Bà con quá còn nhớ cái chỗ tiệm Tân Tân này không? Cái tiệm Tân Tân này nè, số 48. Cái chỗ kia là màu đẹp nè, dọc xuống dưới kia là cái nhà sách Sài Gòn nè. Các bác còn nhớ được cái tiệm cắt tóc màu đẹp là kế bên 48 này, Tân Tân này, hồi xưa nó là cái gì không mất, ba mươi cù quên rồi. Còn đây là nhà sách Khai Trí nè, kế bên nhà sách Khai Trí hồi xưa là nhà sách thì như Phục Hưng, rồi kế bên đây nữa là tiệm Bạc Hoa Si nè. Hình như đây là cái nhà thuốc tây nè bà con, đúng rồi, cái nhà này luôn nè, cái nhà hàng này nè, hồi xưa là nhà thuốc tây như tên là Nam Phương, ba mươi cù nhớ rồi, hình như là Nam Phương. Còn trung tâm chợ Bến Thành này nè, hồi xưa đó là nhà hàng Kim Sơn nè. Đây là nhà hàng Kim Sơn nè.
bên đây là rạp Vĩnh Lợi nè, nhà hàng Thanh Bạch nè, bệnh viện Đô Thành nè. Trời ơi, cái cây mà chắc cụi lũi vậy là hơi còn gì đó, cái cây nữa trời. Rồi xin thưa bà con cô bác, cái cây mà mình cắt hết cành lá nó vậy nó còn sống không ta? Nó còn có một cái thân vậy à. Không biết bà con cô bác nào có ai mà rành gì bên trồng cây có thể cho ba mẹ cậu biết là không biết gì nó còn sống không ta? Đây, chụp hình quay phim luôn bà con. À, đi qua, đi bộ quá. Sướng quá ha. Giờ nhìn các cặp đôi đi đám cưới. Đây là chợ Bến Thành. Ngày nào mình cũng đi dạo, nhưng mà mỗi ngày là mỗi một cái góc nhìn khác nhau. Để cho hôm nay có gì vui không nè. Đây là chiếc xích lô. Hồi đó đây có tiệm bán vàng lá nè bà con. Ba mẹ còn nhớ đây là có hai cái tiệm kế bên nhau. Một cái tiệm là Nguyễn Thế Năng với một cái tiệm là Nguyễn Thế Tài. Nhưng mà nếu mà đi từ xuôi hướng này xuống nè bà con, thì cái tiệm Nguyễn Thế Năng trước rồi hay mới là Nguyễn Thế Tài, hay là Nguyễn Thế Tài trước Nguyễn Thế Năng bà con. Các cô bác nào có biết là xin chỉ giúp bà Michael chứ. Đây cái căn nhà này cổ này chắc cũng còn như hồi xưa nè. Ở đây ba Michael nhớ như là tới 4-5 tiệm luôn phải không bà con. Các bác nào còn nhớ được cái tên tiệm như thế nào bác có chỉ giúp bà Michael chứ. Không biết là Nguyễn Thế Năng trước hay Nguyễn Thế Tài ta. Tiệm bán vàng lá. Hồi xưa là chơi vàng lá không nha bà con. Còn bây giờ là không có khái niệm vàng lá nha bà con. Mà bây giờ chỉ còn cái vàng SCC thôi. Đậu xe quá trời. Rồi bà con cô bác xem nè. Hôm nay sao ế dữ ha. Hôm nay tiệm vàng hôm nay tiệm đổi đô, trời ơi sao ế nha. Bên kia le que lưa thưa vài ba người à. Hôm nay có vẻ ế rồi nha. Con đường này đường Nguyễn An Ninh nè. Xin thưa bà con cô bác, ở ngay góc này nè bà con cô bác, bên tay trái á, thì hồi xưa đó là tiệm bên tay trái của ba Michael đây nè, thì hồi xưa đó là rạp chiếu phim ha, hình như ba Michael nhớ là rạp chiếu phim Long Thuận, ngay ngã tư bên đây nè. Đây cái rạp ngay đây đó, đây là rạp Long Thuận. Còn đố bà con cô bác còn nhớ được cái building này nè, hồi xưa nó tên là gì? Xin thưa bà con cô bác, trước năm 1975 á, cái building này là của ông Nguyễn Tấn Đời đó bà con. Nguyên cái building này nè, hồi xưa là của ông Nguyễn Tấn Đời, bây giờ nó thành cái khu chung cư. Ba mẹ gò đố bà con cô bác biết được là cái tên cái cao ốc này nó tên gì? Mình qua đây tới ngã 6 Sài Gòn. Ủa?
như nãy mình đi ra tới đây rồi ha. Bên tay trái này xưa có trường Tân Thanh nè. Đó, rồi YouTube nó mới gửi cho bà Michael nè. Nếu bạn bật quảng cáo khi tải video lên. Rồi, xin thưa bà con, bắt chính thức rồi đó. Là bắt đầu là YouTube bắt đầu áp dụng là cái quảng cáo là giờ là do YouTube phân phối á bà con. À, bắt đầu từ đầu tháng 11. mới nói đáng lý ba mày thường sẽ kể nữa cái thâm cung bí sử mà các YouTuber bị ép như thế nào, nhưng mà thôi, ngày qua có một bác nói là bây giờ ba mày còn không kể nữa à, tại vì ba bác nói giờ kể cũng không giải quyết được gì đâu con à. Chứ không thôi giờ ba mày còn kể tiếp cho bà con các bác. Nó giống như là cái những người mà chạy xe ôm công nghệ vậy bà con. Bây giờ người ta đang lên tiếng, người ta la làng quá trời à, những người xe ôm công nghệ này không có bị không có được đóng thuế, dù rằng là họ bị bóc lột sức lao động hay là cái gì đó à, họ vẫn đi làm với một người công, nhưng mà họ không có phải họ không có được hưởng cái gì gọi là an sinh xã hội gì đó. Đó, với vai trò là gì? Tại vì họ đó là đối tác. Xin thưa bà con cô bác, đó là đối tác nha bà con. Đối tác thì tôi với anh hợp tác nhau mà làm thì nhưng mà bây giờ những người này bây giờ đang phản ứng á đó, giống như những người này là bà con đang chạy xe ôm công nghệ nè, họ nói rằng là xe cái gì cũng họ bỏ ra hết đó. Rồi những cái hãng công nghệ á, xe ôm công nghệ họ chỉ có bỏ cái nền tảng ứng dụng thôi mà họ thu phí rất là cao đó. Rồi tiền xe, tiền xăng, tiền mưa, tiền nắng, tiền gió, sức lực của họ đó, mà bây giờ họ bị nó gọi là cái hiếu đời giống như là bóc lột đó bà con đó. Mà bây giờ là đối tác thì đâu phải là nhân viên, mà nhân viên không phải nhân viên thì làm gì có chuyện mà đóng bảo hiểm rồi đóng an sinh xã hội này đó, không có chuyện đó đâu nha, đừng nằm mơ đó. Cho nên bây giờ người ta nói là những cái đối tượng này đang bị đẩy ra bên ngoài lề xã hội đó, không phải lề xã hội mà gọi là lề an sinh xã hội gì. Nói chung là cái gì đó, nó tóm gọn lại là họ vẫn đi làm giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà họ không được hưởng cái quyền lợi đó. Xin ơi bà con cô bác, phải chịu thôi, đối tác mà. Rồi họ nói về trên về nguyên tắc cơ bản á, không ai ép họ phải làm cả, họ thích làm, họ thích nghỉ. Nhưng mà những người chạy xe ôm công nghệ này bà con, họ nói họ không dám nghỉ à, họ phải chạy liên tục. À, và thậm chí họ phải làm còn nhiều hơn cả những người đi làm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái quyền sinh sát nằm trong tay của những cái hàng làm ứng dụng nha bà con, cái nền tảng á. Mà em chạy phải không, lần sau cái mở máy lên nó không cho nữa đó bà con cô bác. Hiểu cái nỗi lòng của những người làm YouTube chưa, cũng mang tiếng đối tác đó bà con đó. Tao thích thì tao up phim lên, tao không thích thì thôi tao không làm. Có nhiều người nói ba mấy cầu vậy đó. Đó là vợ ba mấy cầu chứ ai. Ủa làm gì đam mê thì cần chi mà phải làm gì mà bán sống bán chết dữ vậy. Nào rảnh thì làm. Khổ lắm bà con. Mang tiếng đối tác nhưng mà giống như đi làm công vậy đó bà con. Đó. Mà nó ép mình là bằng cái cách nào bà con quá biết không. Các cô chú bác từ đó giờ các bác cứ tưởng tượng nha. Cứ nghĩ rằng là tao đây không thèm xem phim này nữa. Không phải đâu bà con. YouTuber không sợ. Không bao giờ sợ mà. Mà những người mà xem kênh mà kêu gọi là tẩy chay tên này nọ, YouTube không có sợ mấy cái chuyện đó. Bà con có bác không xem thì sẽ có người khác xem. Nhưng mà sợ nhất là sợ cái gì phải không? Sợ nó không đem phim mình đi. Cái mà họ sợ nhất là cái hàng YouTube đó, cái hàng ông chủ đó, mang tiếng là đối tác là hai bên cùng có lợi à. Nhưng mà thực chất cái hàng đó mới là ghê gớm. Một ngày bà con có bác hả, mà cái kiểu mà làm cái kiểu mà tao thích thì tao đăng phim, mà không thích thì thôi ha. Xin thưa bà con bác, phim bà con bác không ai xem á. Nè. Thiệt, ba mấy con nó thật không ai xem á. Cho nên nó phải ráng mà làm cho điều. Giờ có bệnh có hoạn gì cũng phải ráng mà ra mà phim, kiếm cái phim nào đó đó mà đăng lên. Phim hay, phim dở gì đó cũng phải ráng mà kiếm mà đăng lên. Cũng giống như những người xe ôm công nghệ nè. Có mệt, có bệnh gì đó cũng phải ráng ra mà chạy. Thử bỏ một ngày coi. Thử bỏ một ngày em chạy coi, qua ngày mai thử lên coi. Mày không chạy phải không, tao cho mày khỏi chạy luôn.
Đó, vậy đó. Đó, mang tiếng đối tác đó. Cho nên nhiều người nói, ủa đối tác thì khi nào rảnh thì làm chơi mà. Không có đâu. Ép dữ lắm bà con. Và thêm một cái điều nữa, luật chơi của nó thích nó thay đổi rồi, nó tự động nó thay đổi rồi. À, luật chơi coi như là được phép những người đó tự được quyền thay đổi nha bà con. Giống như những người xe ôm công nghệ nè, cứ nói rằng á là cứ mang tiếng là đối tác, nhưng mà khi mà thay đổi chính sách cái gì đó là nó thích là nó thay đổi à, nó không cần hỏi mình có đồng ý hay không đồng ý. Và mình chỉ có một cái cuộc chơi thôi. Cuộc chơi này là cuộc chơi một chiều nha bà con. Chính sách của tao thay đổi vậy đó, mày cảm thấy được thì hợp tác chơi tiếp, không được nghỉ. Đó, giống như làm YouTube vậy nè, ABCD đóng tiền thuế này thuế nọ thế kia ABCD đấy, rồi thu phí gì đó, quảng cáo gì đó. Đó, tao hết là tao ra thôi. Rồi bây giờ mày cảm thấy không hợp ý không, nghỉ vậy thôi, không làm được nghỉ rồi thôi. Vì cuộc sống cho nên cũng phải ráng mà làm. Giờ mày muốn ra gì mày ra, mày muốn thu thuế gì mày thu. Đó, hôm nay nó mới vừa mới gửi thông báo cho ba mày cậu biết là về vấn đề mà doanh thu quảng cáo mà con. Xin thưa bà con cô bác, bây giờ đó là coi như là ngày hôm qua ba mày cậu kể cho bà con cô bác vậy ha, là đã là thấy thuế phải không. Xin thưa bà con bác, bây giờ là thuế cái doanh thu quảng cáo bây giờ nó bị cắn thêm mớ nữa nè. Tức có nghĩa là thời gian sắp tới đây, theo cái này mà nó nói là tức có nghĩa rằng á là doanh thu của quảng cáo sẽ bị trừ ra chi phí nha bà con. Bình thường á, có nghĩa là bà con cô bác á, là để ba mày cậu nói cho bà con bác rõ cái vấn đề này là tới đó là tại sao. À, tức có nghĩa là từ đó giờ, mặc định từ đó giờ, từ khi mà YouTube thành lập tới giờ á, là doanh thu quảng cáo cho sữa bà con cô bác, quảng cáo cho YouTube 10 đồng thì những người sáng tạo nội dung á, sẽ được hưởng 45, 45. À, nhưng mà bây giờ theo cái luật chơi mới của Google á đưa ra, tức có nghĩa là chỉ được hưởng trên cái sau khi trừ ra chi phí. Bà con có thấy ghê chưa? Ví dụ tiền của quảng cáo bà con có bắt 10 đồng thì bây giờ giả sử chi phí của YouTube á, hay là chi phí gì của các nhà gì đó để nó hoạt động chi phí á, là 15 đồng, thì 10 đồng đó phải trừ ra cái tiền chi phí 15 đồng, số còn lại là 85 đồng, thì bắt đầu mới chia theo cái tỷ lệ giữa YouTube và Google, hay là giữa nhà sáng tạo và Google, rồi sau số tiền đó là đóng thuế của Mỹ gì nữa đó. Như vậy là về nguyên tắc cơ bản là, xin thưa bà con cô bác đó, bà con cô bác thấy không. Cho nên ba mày gồm mới nói hồi xưa cái nói là miễn phí ngon lành chứ. Nhưng mà giờ luật chơi nó đưa ra vậy, bà con cô bác chỉ có hai con đường lựa chọn: chơi tiếp hoặc ngừng cuộc chơi. Vậy thôi. Đó, cho nên bà con cô bác thấy không, những người làm YouTube họ cũng mệt mỏi lắm. Vừa bị áp lực là phải ra video đều đặn đó. Rồi vừa bây giờ là đến vấn đề mà doanh thu mà còn bị như vậy nữa nha bà con. Đó. Mà cuộc chơi nó đưa ra mà, nó là chủ cuộc chơi mà. Đấy. Mình chỉ có hai công quyền, hai lựa chọn thôi: chơi tiếp hoặc dừng cuộc chơi. Thì những xe ôm công nghệ đó cũng vậy bà con. Đừng có nói lý do ABC gì đó, bây giờ nó thu thuế như vậy đó. Đó, nó thu phí như vậy đó. Giờ chơi được không? Chạy được không? Chạy được thì chơi tiếp, không chạy được nghỉ đi. Đối tác mà. Khi mà nó thị trường nó nhiều rồi đó bà con. Hồi xưa nó ít ha, nó nâng mình lên. Đó, mình không chạy mình cũng có tiền nữa. Nhưng mà khi mà thị trường mà nó đã nắm được thị trường rồi là thôi, bây giờ là cuộc chơi nằm trong tay nó. Thì Google cũng vậy. Giờ bà con bác ấy, ai ai cũng là coi YouTube, ai ai cũng toàn là YouTube. Đó, Google. Cái gì cũng nằm ở Google, cái gì không biết hỏi ông giáo sư Google. Bây giờ là cuộc chơi là coi như nó nắm hết rồi. Là bây giờ nó muốn làm gì là nó làm à. Đó, vậy là sắp tới đây là các anh em nhà sáng tạo là sẽ bị mất thêm một mớ nữa là cái tiền gọi là tiền chi phí. Khôn ghê không? Như vậy là bản chất có nghĩa là
tiền doanh thu quảng cáo trừ ra cái phần chi phí của nó để nó vận hành, là số còn lại bắt đầu mới chia. Rồi, thôi giờ thì cứ chơi được chơi, không chơi được thôi. Rồi thôi, ba mẹ cậu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.